chương 41. Con kiến hôi lực. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Bọn họ vốn tưởng rằng lập tức rồi cái này mệnh lệnh sau đó, đối diện nhân sẽ lộ ra sợ hãi và vẻ bối rối. Chỉ là để cho bọn họ không nghĩ tới là, đối diện nhân không chỉ không có sợ hãi, trên mặt bọn họ ngược lại tràn đầy một tia điên cuồng, đáy mắt tràn đầy khí tức hủy diệt. Chẳng biết tại sao, thấy một màn như vậy, các đại đỉnh cấp thế lực nhân toàn bộ mặt đều biến sắc. Trong nội tâm không nhìn được dân lên rùng cả mình. Loại ánh mắt này bọn họ quá quen thuộc, ở mới vừa rồi thanh niên mặc áo lam kia trên người bọn họ liền thấy quá. Bây giờ lần nữa thấy loại ánh mắt này, thật sự có người trong lòng cũng không nhìn được hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm không tốt dần dần dâng lên. Dù sao mới vừa rồi thanh niên quần áo xanh cho bọn hắn mang đến bóng mờ quá lớn, nếu như không phải tận tu đám người cuối cùng xuất thủ, bọn họ khẳng định còn phải chết đến rất nhiều người. Bọn họ cũng không phải là muốn học mới vừa rồi cái tên kia đi. Một số người bước chân không nhìn được muốn một hồi, trong lòng lại dâng lên một loại lui về phía sau xung động. Đang lúc này, có một người đột nhiên từ đối diện đứng dậy. Trên người người này tất cả đều là vết máu, quần áo rách mướp, một cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa, nơi vết thương còn đi xuống không ngừng nhỏ huyết, nhìn vô cùng thê thảm. Người này nguyên bổn cũng là một vị nổi danh thiên kiêu, từ trước đến giờ lấy phong lưu phóng khoáng nổi danh, nhưng là trải qua liên tục sau đại chiến, đã biến thành ăn mày bộ dáng, cực kỳ chật vật, nào còn có nguyên lai ngọc diện công tử hình tượng. Trên mặt hắn không hề cam, có tuyệt vọng, có thống khổ, có thể lại không có một chút sợ hãi, từng ti điên cuồng vẽ tại hắn đáy mắt không ngừng lan tràn, tự hồ muốn thiêu đốt cả thế giới. Trần Sư Huynh đã vì chúng ta làm gương sáng, ta dù cho là hạt bụi phàm trần, nhưng ta cũng tâm hướng thiên không, oanh oanh liệt liệt tử cũng tốt hơn bị người coi là heo chó một loại dết trần sư huynh ta tới tìm ngươi rồi ha 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 người này hô to một tiếng sau chỉ thấy trong miệng hắn phát ra điên tiếng cười điên cuồng cả người khí tức một trận kịch liệt ba động ở người sở hữu không dám tin trong ánh mắt hắn trực tiếp xông về phía đối diện cùng lúc đó một cổ năng lượng cường đại ba động lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán ra cái gì lại vừa là tự bạo các đại đỉnh cấp thế lực người nhất thời không nhịn được mắng thành tiếng liền vội vàng hướng bốn phía tránh đi không dám ngạnh hám cái này năng lượng ba động vương đằng đứng mũi chịu sao, có thể đối mặt này năng lượng cường đại ba động sắc mặt của hắn không thay đổi chút nào ngược lại đưa ra một cái tay trực tiếp chọc tới phía trước làm người ta sợ hãi một màn xảy ra ở vương đằng bàn tay bắt về phía trước thời điểm cổ năng lượng kia ba động lại dần dần chôn vùi ở trong hư không không có dân lên chút nào gần sống. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, tràng thượng liền khôi phục bình tĩnh. Cùng trước bất động là, lần này tự bạo cũng không có tạo thành bất luận kẻ nào thương vong, chỉ có tự bạo người hoàn toàn tiêu tan ở trong thiên địa. Chỉ là sợ bóng sợ gió một trận mà thôi, rất nhiều người cũng lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm, không nhịn được xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Mặc dù không có bị tính thực chất tổn thương, có thể người sở hữu sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ khó xem, vốn cho là đối diện nhân nhẹ nhàng thoải mái là có thể giải quyết hết căn bản không cần phí khí lực gì có thể lại không nghĩ tới ở sinh tử dưới tuyệt cảnh đối diện nhân lại bạo phát ra lớn như vậy dũng khí đây đã là cái thứ hai tự bạo người loại này không ngờ cảm giác để cho bọn họ cảm thấy rất không thoải mái giống như vốn là chỉ muốn đá văng ra trước mặt một hòn đá nhỏ ai biết này hòn đá nhỏ đột nhiên biến thành một khối đá lớn để cho bọn họ chân đụng làm đau một con dung dế mà thôi Tự bạo lại có thể thế nào? Thật đúng là nghĩ đến ngươi cũng chạm được rồi tố thần chi lực không được. Thấy tiện tay niết diệt năng lượng ba đồng, vương đằng trên mặt thoáng qua một đạo vẽ khinh thường, vô cùng cao ngạo nói. Thanh niên quần áo xanh tự bạo sở dĩ uy lực to lớn như vậy, không người nào dám chính diện ngạnh hám, là bởi vì thanh niên quần áo xanh đã đạt đến nửa bước tố thần chi cảnh. Loại cảnh giới này nhân tự bạo bên dưới đủ để bộc phát ra có thể so với tố thần cường giả một kích toàn lực uy lực. Mà mới vừa rồi người kia chỉ là sơ nhập tố linh chi cảnh mà thôi, tự bạo uy lực tối đa chỉ có thể tương đương với nửa bước tố thần cường giả một kích toàn lực, vương đằng tự nhiên có thể dễ dàng ngăn trở. Sát Một đạo tiếng hò dết đột nhiên từ tràng thượng vang lên, tiết lộ ra một cổ tuyệt vọng cùng điên cuồng mùi vị. Giờ khắc này, đông đảo đỉnh cấp thế lực nhân tất cả đều đồng loạt nhìn về phía đối diện bởi vì cái này tiếng hò dết lại là từ đối diện truyền tới. Trên mặt tất cả mọi người một trận ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ phát sinh một màn này, giống như một con miên dương chủ động công kích một con sư tử. Bọn họ đây là điên rồi phải không, đây là đang tự tìm đường chết sao? Bọn họ không phải đang tự tìm đường chết, bọn họ vốn là đã tại tử trên đường. Đáng chết, một bầy kiến hôi mà thôi, vốn tưởng rằng tiện tay là có thể thanh trừ, ai biết lại phiền toái như vậy. Rất nhiều người không nhìn được hùng hùng hổ hổ đứng lên, trước mắt một màn này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự liệu, đối mặt nhiều người như vậy tiếng la dết, một số người trong lòng lại không nhìn được sinh ra một cổ sợ hãi. Một bầy kiến hôi, còn muốn phiên thiên không được. Vương đằng sắc mặt trung lên, lửa giận trong lòng không nhìn được bung ra, hắn có thể dung nhẫn một con dung dế ở trước mặt hắn nhảy nhót. Hắn có thể tiện tay bóp chết đối phương nhưng hắn nhưng không cách nào dễ dàng tha thứ một bầy kiến hồi ở trước mặt hắn nhảy nhót. Hắn thấy đây là đối với hắn uy nghiêm khiêu khích, đây là để cho hắn không cách nào nhìn được. Tất cả đều đi chết đi cho ta, hôm nay liền cho các ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là lực lượng. Vương đằng một tiếng hừ lạnh, chỉ một thân một người xông tới, cho dù đối mặt một đám người, trên mặt hắn cũng không có lộ ra cái gì sợ hãi, ngược lại mang theo một cổ cao ngạo cùng thật sâu khinh thường. Đại Nhật Như Lai trưởng chỉ thấy vương đằng tay trái hóa chưởng, một cổ nóng bỏng năng lượng ba động từ trên người hắn bộc phát ra, thiên địa vào giờ khắc này phản phất cũng bắt đầu cháy rừng rực. Âm. Mặt đất phản phất cũng rung rẩy mấy cái, một chưởng này trực tiếp hướng về rồi đám người, đây là một chiêu không khác biệt công kích. Vương đằng sau lưng, mọi người thấy một màn như vậy, đều là không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, ám đạo thật là khủng khiếp một chưởng. Vốn là rất nhiều người cũng đối vương đằng không ưa, Nhận thức là vương đằng đại đế phong thái danh hiệu là phụ thân hắn thổi ra, dù sao vương đằng trước rất ít xuất thủ, hơn nữa bọn họ những người này toàn bộ đều là tới từ với các đại đỉnh cấp thế lực nhân, trên căn bản đều là không ai phục ai. Cho đến giờ phút này, vương đằng nộ mà ra tay dưới tình huống, bọn họ mới thật sự ý thức được vương đằng chỗ kinh khủng. Có thể cùng tầng tu cũng liệt vào nhân vật, nếu như không có thực lực chân chính làm chống đỡ, chỉ sợ cũng liền tầng tu cũng sẽ không đáp ứng ở một chưởng này bên dưới, đối diện trực tiếp có mười mấy người bị đánh thành huyết vụ, người bị thương nặng càng là rất nhiều. Không chỉ có như thế, ngay cả yêu tộc người cũng bị dính líu chừng bảy tám danh đứng gần trước yêu tộc bị một chưởng này đánh thành nghiền nát. Một chưởng sau đó, vương đằng không có tiếp tục xuất thủ, ngược lại đứng chắp tay, mặt lộ vẻ hài lòng nhìn mình kiệt tác, tư thái càng phát ra cao ngạo. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 42 Định Linh Châu. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hắn lại là phải dùng loại phương thức này nói cho đối phương biết, con kiến hôi cuối cùng chỉ là con kiến hôi, chỉ cần hắn nguyện ý, tiện tay có thể diệt. Đột nhiên, vương đằng tâm thần rung lên, chẳng biết tại sao, một cổ dự cảm không tốt ở trong lòng hắn nảy sinh. Chỉ thấy hắn nhướng mày một cái, đi về phía trước nhìn một cái, sắc mặt nhất thời đại biến. Giờ khắc này, vương đằng lại lui về phía sau hắn không có cách nào không lui về phía sau, bởi vì tại hắn trong tầm mắt, đối diện còn lại người sở hữu lại tất cả đều hướng hắn vọt tới, nhưng mà này còn không phải kinh khủng nhất, kinh khủng nhất là trên người mọi người đều mang một loại tự bạo năng lượng ba động. Điên rồi, điên rồi, tất cả đều điên rồi. Giờ khắc này, gần đó là lấy vương đằng tâm tính, cũng là không nhịn được tức miệng mắng to. Lui lại mau. Không biết là ai hô to một tiếng, tất cả mọi người đều đồng loạt lui về phía sau đi hận không được lập tức chạy khỏi nơi này tất cả mọi người đều hận chính mình thiếu dài hai chân đối phương những muốn đó muốn tự bạo nhân không chỉ là xông về vương đằng còn có rất nhiều người là xông về bọn họ oanh từng đạo nổ mạnh như vậy âm thanh vang lên một số người ở vừa mới tiếp xúc được bên này thời điểm cũng đã tự bạo mặc dù biết tự đối mặt là cái gì nhưng rất nhiều trong lòng người vẫn không có phân nửa sợ hãi nếu để cho bọn họ làm thứ nhất người dẫn đầu, có lẽ bọn họ không có loại dũng khí này, nhưng khi phía trước có rồi hai vị người dẫn đầu lúc, rất nhiều người trong lòng dũng khí đều bị kích phát. Khó mà hình dung đây là một loại cái dạng gì tình cảnh, nếu như từ trên bầu trời nhìn xuống đi, là có thể thấy trên mặt phản phất giấy lên từng viên tiểu thái dương. Đúng như trước đã tự bạo hai người nói, không người nào nguyện ý làm đợi làm thịt heo chó, dù có chết, cũng phải hở thả quan mang, còn kiến hôi lực, còn có thể kinh thiên rắc 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 từng đạo màu đen nhánh không gian liệt phùng không ngừng hiện lên từng luồng mang theo hư vô khí không gian loạn lưu thấm vào mà ra phàm là bị không gian loạn lưu thổi qua địa phương hết thảy đều biến thành hư vô đây không chỉ là một người tiến hành tự bạo mà là ước chừng mấy chục người tự bạo cho dù thực lực của bọn hắn không có đối với mặt mạnh có thể nhiều người như vậy tự bạo lực lượng cộng lại vẫn đủ để sinh ra kinh thiên lực lượng bởi vì đây không chỉ là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy vương đằng tung nhưng đã lui về phía sau rất nhanh có thể vẫn bị cái này năng lượng cho ảnh hưởng đến ở cái này năng lượng đánh vào đến trên người hắn thời điểm vương đằng chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, ngọt một tia đỏ thẩm vết máu từ khóe miệng của hắn rỉ ra hắn lại bị thương mặc dù không phải trọng thương nhưng cũng là qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên bị thương lấy vương đằng kinh khủng tu vi còn như vậy những người khác chớ đừng nói chi là rồi mấy cái đứng mũi chịu sào người trực tiếp bị cái này năng lượng chiếm đoạt hết sạch liền một chút dấu vết đều không có thể lưu lại đang lúc này tần tu nhướng mày một cái hắn rốt cuộc xuất thủ bất quá hắn cũng không có dụng tự thân tu viên ngạnh hám cổ năng lượng này đây là thập phần không sáng suốt sự tình chỉ thấy tần tu từ nơi ống tay áo lấy ra một quả nước sơn hạt châu màu đen khi này sao nước sơn hạt châu màu đen lúc xuất hiện chung quanh năng lượng lại đang từ từ suy yếu cùng lúc đó một đạo tản ra nhàn nhạt hát quan lòng bảo hộ dần dần tạo thành, hơn nửa lòng trùm lên mọi người chung quanh trên người. Kỳ tích xuất hiện, ở hạt châu này dưới sự bảo vệ, chỉ có một phần nhỏ năng lượng chảy vào, phần lớn năng lượng cũng bị ngăn trở ở bên ngoài. Tốt một quả định linh châu. Càng tinh hà thấy được hạt châu này, không nhìn được khen ngợi một tiếng. Định linh châu là là một kiện cực kỳ nổi danh bảo vật, với rất nhiều năm trước liền đã biến mất không thấy, không nghĩ tới lại là đi tới tầng tu trong tay. Lợi dụng Định Linh Châu, có thể mang chung quanh năng lượng nhiều nhất cắt giảm xuống 8 phần 10, đây là hạng nhất cực kỳ khủng bố năng lượng, dĩ nhiên, cái này cũng cùng người sử dụng tu vi có liên quan. Lấy bây giờ tầng tu tu vi, có thể làm cho tới bây giờ bước này đã tương đương không dễ dàng, quá mức thậm chí đã đến nhanh cực hạn. Hô, rốt cuộc an toàn, đám này đáng chết con kiến hôi, cũng còn khá lần này toàn bộ tử xong rồi ở vào định linh châu dưới sự bảo vệ lâm hà trưởng thư liễu nhất khí xoa xoa trên trán bảng không tồn tại mồ hôi lạnh lòng vẫn còn sợ hãi nói hắn tiếng nói vừa dứt rất nhiều người đều lộ ra đồng ý thần sắc thần sắc cũng biến thành rất là dễ dàng hơn các ngươi các ngươi mau nhìn bên kia đột nhiên một đạo thanh âm run rẩy vang lên mang theo một loại thật sâu sợ hãi nghe vậy những người khác không tự chủ được theo một hướng khác nhìn sang khi thấy bên kia cảnh tượng lúc, sắc mặt của bọn họ nhất thời đại biến. Ngoà tao. Giờ khắc này, ngay cả tầng tu loại này tao nhã lịch sự hình tượng nhân cũng không nhìn được sổ một câu thô tục, thiếu chút nữa mắng mẹ lên, huống chi là những người khác. Đáng chết, kẻ điên, một bầy kẻ điên. Mọi người thấy rõ, vốn là một mực đứng ở bên cạnh bất động yêu tộc mọi người lại cũng xông về bọn họ, giờ khắc này cảnh tượng, cùng trước giống nhau như đúc mỗi một vị yêu tộc trên mặt đều mang một loại quyết tuyệt vẻ, đó là một loại không sợ chết biểu tình, hiển nhiên, giờ phút này bọn họ tâm tính đã đem sinh tử hoàn toàn không quan tâm. Ta yêu tộc người, tuyệt đối không phải mặc cho người giết heo chó. Một đạo kinh khí mười phần tiếng hô to vang lên, một vị yêu tộc thiên kiêu ở toàn lực đánh ra sau một kích, trực tiếp từ nổ chính mình. Này vẽn vẹn là người thứ nhất, sau lưng hắn, từng vị yêu tộc người không ngừng xông lên phía trước, đều là sử xuất lực lượng toàn thân sau đó, lựa chọn tự bạo. Bọn họ thật sự đối tượng công kích, chính là nằm ở định Linh Châu bảo vệ trong phạm vi mọi người. Bọn họ sớm liền đã ý thức được rồi chính mình tiếp theo vận mệnh, nhất định là một con đường chết, chờ đến mấy đại đỉnh cấp thế lực nhân phản ứng kịp sau đó, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dù sao đều phải chết, nhưng là chết kiểu này, bọn họ nhưng có thể tự lựa chọn, đem so sánh với phần lớn nhân tộc, yêu tộc người huyết tính mạnh hơn cũng càng thêm đoàn kết yêu tộc người tự bạo lực lượng thật sự là quá kinh khủng cùng chi tiền nhân tộc công kích xong toàn bộ không cùng đẳng cấp dù sao những thứ này yêu tộc người tất cả đều là bắt hoang sơn mạch thế hệ trẻ đỉnh cấp thiên kiêu cho dù chống lại bất kỳ một cái nào bất hủ thế lực đều là không chút nào hư để cho tần tu vương đằng đám người cảm thấy kiên kỵ là yêu tộc trung có một vị tố thần cảnh cường giả còn có hai vị nữa bước tố thần tồn tại ba vị này tồn tại một khi tự bạo sở sinh sinh uy lực đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là tai nạn tính rốt cuộc khiến cho bọn họ hại lo sự tình xảy ra không có một vị yêu tộc có mảy may do dự ở một vị nữa bước tố thần yêu tộc thiên kiêu tự bạo sau đó hai vị khác cũng toàn bộ nở rộ cực hạn rồi quan mang giờ khắc này trong thiên địa màu sắc đều thay đổi chung quanh mê vụ đô bị ảnh hưởng trở nên trở nên ảm đạm định linh châu năng lực phòng ngự quả thật rất mạnh, nhưng mới rồi đã tiêu hao phần lớn lực lượng, tần tu cũng chỉ là tráng duy trì mà thôi. Bây giờ đối mặt kinh khủng hơn đánh vào, cho dù tần tu rót vào lực lượng toàn thân, vẫn chỉ là ngăn cản trong nháy mắt, định linh châu phòng ngự liền bị triệt để phá hủy. Chỉ thấy vốn là tráng phóng quan mang định linh châu phát ra một trận khẽ run, phản phất gặp cự đại đã kích một dạng châu trên người quan mang một trận ảm đạm, cuối cùng ngã rơi xuống đất tử vong nguy cơ bên dưới, không có ai tiếp tục giữ nguyên, toàn bộ sử xuất tất cả vốn liếng, muốn trải qua lần này nguy cơ sinh tử. Thân là các đại thực lực cao cấp kiệt xuất nhất một nhóm truyền nhân, mỗi người trên người đều có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, rất nhiều lá bài tẩy thậm chí chỉ có thể ở lúc sắp chết mới có thể dùng. Đây chính là những thứ kia đỉnh cấp thế lực bồi dưỡng đệ tử một loại phương thức, hắn cũng sẽ không cho ngươi hoàn toàn che chở, rất nhiều lúc đều phải dựa vào chính ngươi đi trải qua nguy cơ sinh tử bên trong mới có thể đúc luyện ra cường giả chân chính, này là tất cả thế lực nhận thức chung. Giờ khắc này, có người lấy ra bảo vệ tánh mạng ngọc bài, có người lấy ra trong tộc trưởng lão ban cho phòng ngự phù truyền, còn có người lộ ra trên người phòng ngự hộ giáp, chờ một chút. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 43 Nạn làm sao dám Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Có thể nói, mỗi người đều có chính mình lá bài tẩy, hiện vào giờ khắc này, không có người nào sẽ tiếp tục ấn dấu đi rồi, trước giữ được mạng nhỏ mình mới là mấu chốt nhất. Không biết trải qua bao lâu, hết thảy rốt cuộc yên tĩnh lại. Nhìn từ đàng xa đi, chu vi mấy dặm trong phạm vi xuất hiện một cái to lớn hố sâu, từng tia khí tức cùng bạo không ngừng từ đáy hố ra bên ngoài thấm vào đi ra ngoài. Vương đằng thứ nhất từ đáy hố đứng lên, cùng trước so sánh, hắn tình trạng có thể nói là tương đương thê thảm chỉ thấy cái kia một bộ quần áo bên trên hiện đầy tro bụi, lộ ra trách mướt, không chỉ có như thế, hắn phần lưng còn xuất hiện mấy vết thương, vết máu loang lổ, nhìn giống như là vừa mới trải qua một trận đại chiến sinh tử. Vương Đăng dám nói, đây tuyệt đối là chính mình qua nhiều năm như vậy nhất chật vật một lần, hắn đã lâu không có thể nghiệm qua loại cảm giác này. Mà loại cảm giác này nhưng là bị hắn một mực xem thường một bầy kiến hôi mang đến cho hắn, có thể nói tương đương chăm chọc vương thiên ngay tại vương đằng bên người mới vừa rồi trong quá trình một mực ở bị hắn che chở đến nếu không lấy vương thiên tu vi mới vừa mới khẳng định là đã chết ở kia trường phong ba bên trong mặc dù vương đằng đối chính hắn một đệ đệ cũng không ưa nhưng là dù sao cũng là hắn cùng cha cùng mẹ huynh đệ vì vậy không thể nào đáp lời chẳng ngó ngàng gì tới trải qua cuộc phong ba này sau đó vương gia còn dư lại người cũng chỉ có ba cái cùng trước so sánh vương gia thực lực có thể nói là giảm bớt nhiều quá mức thậm chí đã có thể nói là tổn thất cùng với thảm trọng sợ rằng đây cũng là vương gia khi tiến vào bí cảnh trước không có dự liệu được nếu không coi như là bọn họ cũng sẽ cảm thấy cực kỳ nhức nhối kế vương đằng sau đó một đạo lại một đạo thân ảnh lục tục đứng lên gần như trên người mỗi một người đều mang thương đương nhiên cũng có mấy người hoàn toàn chết ở mới vừa rồi kia trường phong ba bên trong dù sao coi như là lại đủ loại bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy nhưng nếu như thực lực bản thân không đủ, vẫn là không làm nên chuyện gì. Vương gia Vương đằng, vô nhai tông tần tu, đại càng thần triều càng tinh hà, thái sơ thánh địa lăng thủy hàng. mấy cái đỉnh cấp thế lực người dẫn đầu mặc dù coi như tương đối chật vật, nhưng cũng không có bị rõ ràng tổn thương, vì vậy bọn họ chiến lực cũng không có bị rồi ảnh hưởng gì. Thê thảm nhất là thủ hạ bọn hắn những người đó, có người bụng hở ra một cái lỗ thủng to, có người tổn thất một cái cánh tay hoặc là một chân còn có người trực tiếp bỏ mạng tại này loại này thảm trọng nếu như không phải chính mắt thấy ai có thể tin tưởng những thứ này đỉnh cấp thế lực yêu nghiệt thiên kiêu cũng sẽ có bây giờ chật vật một mạng đương nhiên cho bọn hắn mang đến hết thảy các thứ này nhân càng bi thảm hơn bởi vì bọn họ bỏ ra sinh mệnh giá hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa đến đây trừ những thứ này ra đỉnh cấp thế lực nhân yêu tộc thiên kiêu còn có những trung đó thế lực nhỏ nhân toàn bộ mất mạng chỉ có một người ngoại trừ rất nhanh, các đại đỉnh cấp thế lực còn sống nhân liền phát hiện Lâm Nguyệt khi tồn tại, toàn bộ ánh mắt mang theo vẻ kinh dị. Cùng trước so sánh, Lâm Nguyệt khi thật giống như không có bị ảnh hưởng chút nào một dạng nàng ta một thân trên váy dài, liền một tia tro bụi cũng không có, giống như di thế độc lập tiên nữ. Cho dù mới vừa rồi kia trường phong ba hướng đánh vào trên người Lâm Nguyệt Khi, cũng bị Lâm Nguyệt Khi cực kỳ xảo dịu tránh, cũng không có cho nàng mang đến phiền toái. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tự bạo những người đó không có đưa nàng trở thành địch nhân duyên cớ, vì vậy Lâm Nguyệt khi mới vừa rồi đối mặt chỉ là một ít tiểu phạm vi dư âm. Nhìn đứng lặng lặng ở nơi nào Lâm Nguyệt khi, mọi người trong đầu nhất thời xuất hiện một cái từ quỷ dị. Không sai, liền là quỷ dị. Thử nghĩ một hồi, bọn họ mục đích là vì rồi thanh trừ hết tất cả những người khác, để tiếp cận đã đủ 15 vị trí, tới đến thanh đồng cổ môn sau đó bảo vật. Kẻ ngu cũng có thể nghĩ ra được, ở những người đó bị thanh trừ sau đó, còn sót lại nàng sẽ là kết quả gì? Nếu như đổi thành bọn họ đối mặt loại cục diện này, đã sớm thừa dịp mới vừa rồi thời cơ tốt nhân cơ hội trốn, nếu không lưu lại khởi không phải một con đường chết. Nhưng này cái bị vương đằng để mắt tới cô bé lại không chút nào muốn chạy trốn ý tứ, ngược lại không có sợ hãi đứng ở nơi đó, thậm chí nhìn về phía trong ánh mắt bọn họ đều tràn đầy cao ngạo, giống như bọn họ những người này chỉ là không khí có thể tiến vào nguyên linh bí cảnh, hơn nữa từng bước một đi đến bây giờ nhân, không có một kẻ ngu, ngược lại, tất cả đều là tuyệt đỉnh thông minh hạng người. Như vậy còn lại cũng chỉ có một giải thích, đó chính là cái này nữ hài có đầy đủ lòng tin, căn bản không sợ bọn họ những người này. Lời giải thích này liền tương đương tế nhị, một cái 10 tuổi khoảng đó cô bé, cho dù nàng thiên tư yêu nghiệt, có thể lại có tư cách gì không đưa bọn họ những người này coi vào đâu. Dù sao, gần đó là thả ở tại bọn hắn những thứ này đỉnh cấp trong thế lực, 10 tuổi cũng chỉ mới vừa bước vào con đường tu luyện mà thôi, có thể đi đến tố hồn cảnh cũng đã là cực hạn. Nếu như không phải nguyên linh bí cảnh đặc thù quy tắc, chỉ có thể để cho tuổi tác 16 tuổi dưới đây người đi vào, bọn họ thậm chí cũng hoài nghi cái này vô cùng quỷ dị cô bé có phải hay không là một cái lão quái vật lăn lộn tiến vào. Đạp. Đạp. Đột nhiên, từng tiếng mịn tiếng bước chân vang lên. Lâm Nguyệt khi mại động bước chân, từng bước từng bước đi tới. Ở về phía trước trong quá trình, ánh mắt của nàng vẫn nhìn chầm chầm vào vương đằng, mặt không chút thay đổi, cho dù trên người nàng không có toát ra bất kỳ sát khí, có thể tất cả mọi người đều đoán được nàng muốn làm gì. Này, nàng làm sao dám? Rất nhiều người trong đầu cũng nhô ra một cái như vậy vấn đề, trong lòng khiếp sợ khó có thể dùng lời diễn tả được. Tần tu cặp mắt khiếp lại, ở một bên lặng lặng nhìn Lâm Nguyệt Khi, không người nào có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Ha ha ha. Thấy một màn như vậy, vương đằng đột nhiên nở nụ cười, hắn tiếng cười dần dần trở nên lớn, từng tia sát khí dần dần tại hắn đáy mắt ngưng tụ. Quen thuộc người khác biết, đây là vương đằng phẫn nộ tới cực điểm biểu hiện, dưới loại trạng thái này, chỉ có giết người, mới có thể tiêu trừ đi hắn lửa giận trong lòng. Ngay từ lúc mấy năm trước, thì có một vị vương gia trưởng lão không cẩn thận đắc tội vương đằng, kết quả bị Vương Đằng ghi hận ở trong lòng. Ở sau đó trong một thời gian ngắn, Vương Đằng đầu tiên là giết sạch người trưởng lão kia người sở hữu hậu nhân, để cho tên kia Vương gia trưởng lão cảm nhận được mất thân nhân thống khổ. Không chỉ có như thế, Vương Đằng còn để cho thủ hạ nhân phế bỏ tên này Vương gia trưởng lão, sau đó đưa hắn ném vào rồi Vương gia cấm địa, cả đời gặp lửa cháy bừng bừng đốt cháy nỗi khổ. Mà hết thảy này đều bị vương gia cao tầng nhìn ở trong mắt, chứng giám với vương đằng thiên phú kinh khủng, vương gia cao tầng đối với lần này lại làm như không thấy, ngược lại chủ động che giấu chuyện này, không để cho chuyện này truyền ra. Ở rất nhiều người xem ra đây chỉ là một làm việc nhỏ, nhưng lại đầy đủ phản ứng vương đằng có thù tất báo tính cách, phàm là bị hắn nhìn chăm chú thượng nhân, toàn bộ cũng sẽ không có kết quả tốt. Một trận đại chiến tự hồ chạm một cái liền bùng nổ, những người khác tất cả đều gắn gượng thân thể hướng lui về phía sau mấy bước rất sợ đợi một hồi hai người đánh, bọn họ gặp trì ngư chi ương. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 44 Yêu hoàng tề tụ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ngoại giới, giờ phút này gần như tất cả mọi người đều ánh mắt kinh ngạc nhìn trong mặt gương cảnh tượng, nhất là ở vừa mới nhìn thấy từng cá nhân tự bạo bị chết thời điểm, cái loại này dũng khí, cho dù bọn họ cũng hoàn toàn ngây dại. Phải biết, Mới vừa rồi tử đi những ng.ia nhân tất cả đều là bọn họ môn hạ kiệt xuất nhất một đám đệ tử, bây giờ lại bi thảm như vậy chết, bọn họ tâm tình có thể tưởng tượng được. Nếu như đổi thành người bình thường bức tử bọn họ đệ tử, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiến hành trả thù. Nhưng đối phương chính là bất hủ thế lực, nghĩ tới đây, thậm chí không người nào dám nhất lên trả thù ý nghĩ. Không thấy trong hư không mấy vị đại nhân vật một mực đang chú ý nơi này tình huống nếu như không cẩn thận chọc cho bọn họ mất hứng, không chỉ có bản thân bọn họ phải gặp nạn, ngay cả bọn họ chỗ thế lực cũng sẽ phải chịu hủy diệt tính đã kích. Đối với những thứ kia đỉnh cấp thế lực mà nói, muốn diệt bọn hắn, so với bóp chết một con kiến khó khăn không được bao nhiêu. Nếu như có thể có thuốc hối hận, bọn họ tuyệt đối sẽ không mang theo môn hạ đệ tử tới chuyến lần này nước đục, mà là sẽ trốn xa chừng nào tốt chừng đó, cùng những thứ này đỉnh cấp thế lực nhân đồng thời đoạt bảo, không khác nào dê vào miệng cọp. Đáng tiếc, bây giờ hết thảy đều chậm, đại cuộc đã định, theo yêu tộc cùng còn lại nhân tộc tiêu diệt, lại cũng không có lực lượng gì có thể ngăn cản được những thứ này đỉnh cấp thế lực. May mắn lần này những thứ kia đỉnh cấp thế lực cũng tổn thất không nhỏ, nếu như dựa theo đệ tử Thiên Phú cẩn thận tính lại, thậm chí có thể nói xa ở tại bọn hắn trên, đây cũng là để cho bọn họ miễn cưỡng có một tia an ủi. Bây giờ, bọn họ mong đợi nhất chính là kết quả kia một phe thế lực có thể đứng đến cuối cùng bảo vật có lẽ sẽ có không ít nhưng trân quý nhất dù sao chỉ có một thứ trên hư không mấy vị đại nhân vật đều là thần sắc hờ hững đông đảo đệ tử ưu tú chết đi có lẽ sẽ để cho bọn họ tâm giao động động một cái nhưng lại còn không cách nào chân chính ảnh hưởng đến bọn họ tâm cảnh ở trong lòng bọn họ vĩnh viễn chỉ có tông môn cùng gia tộc lợi ích nếu như những đệ tử này tử vong có thể cho chỗ ở mình thế lực mang đến to lớn có lợi như vậy bọn họ hy sinh liền là tuyệt đối đáng giá. Tiếp đó, mới là có ý tứ nhất thời điểm. Vương gia Thái thượng trưởng lão cười khẽ một tiếng, nhất là khi thấy trong mặt gương vương đằng lúc, đáy mắt càng là tiết lộ ra một loại vô cùng hài lòng thần sắc. Vương gia thế hệ này có thể xuất hiện một vị kỳ lân tử, thật là vượt ra khỏi người sở hữu dự liệu, cũng chính là bởi vì vương đằng tồn tại, mới để cho vương gia có cùng bất hủ thế lực tranh một chuyến sức lực mặc dù bây giờ vương đằng cùng lâm nguyệt khi đối mặt nhưng vương gia thái thượng trưởng lão lại không có chút nào lo âu người khác không rõ sở vương đằng thực lực hắn có thể cũng rõ ràng là gì nếu như những người khác nhận thức là vương đằng đã triển hiện toàn bộ lá bài tẩy vậy thì thật là sai hoàn toàn cho dù lại quỷ dị lại yêu nghiệt tồn tại đối mặt vương đằng đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn nghe vậy mấy vị khác đại nhân vật cũng nhẹ nhàng gật đầu lộ ra rất là đồng ý mặc dù mới vừa rồi quá trình có chút vượt qua bọn họ dự liệu, bất quá kết quả cũng giống nhau, chẳng qua là nhiều một chút trắc trở mà thôi. Sau đó, mới là bọn hắn mấy đại đỉnh cấp thế lực tranh phong thời điểm, cũng là náo nhiệt nhất thời điểm. Đương nhiên, trước lúc này, còn có một cái rất lớn xem chút, đó chính là Vương Đằng cùng Lâm Nguyệt Khi tranh. Đại càng thần sư vào giờ khắc này cũng nhẹ nhàng mở hai mắt ra, chỉ thấy hắn dùng tay khẽ vuốt ve râu, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Nguyệt Khi hắn đáy mắt không ngừng lóe lên một loại không khỏi quan mang khóe miệng đúng là không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười ở bắc hoang sơn mạch sâu bên trong một tòa cung điện bên trong giờ phút này bên trong đã tụ tập mấy vị đại yêu những thứ này đại yêu hình thái khác nhau có là biến thành hình người còn có là lấy bản thể xuất hiện nhưng đều không ngoại lệ những thứ này trên người đại yêu tất cả đều tản ra một loại khí tức kinh khủng như vượt sâu biển lớn sâu không thấy đấy người thường chỉ là xem một chút sẽ có loại muốn phải quỳ lạy ở chỗ này xung động nếu như lâm trường phong ở chỗ này hắn liền sẽ phát hiện ví dụ như trước bái kiến phượng thiên yêu hoàng kình không yêu hoàng đợi toàn bộ đều tụ tập ở nơi này không chỉ có như thế còn có thật nhiều khuôn mặt xa lạ có trên người đại yêu phát ra khí tức lại còn mạnh hơn phượng thiên yêu hoàng không ít một màn này nếu như thả ở bên ngoài tuyệt đối sẽ khiếp sợ đến không biết bao nhiêu người bởi vì xuất hiện ở nơi này tu vi thấp nhất đều là yêu hoàng. Nhìn xuất hiện ở nơi này yêu hoàng số lượng lại không thấp hơn 20 vị, đây là một cái tương đối đáng sợ con số. Phải biết, yêu hoàng cường giả đã là đứng ở yêu tộc chấp đỉnh tồn tại, mỗi một vị yêu hoàng, thả ở trên đại lục đều là thanh danh hiển hách, không người không biết. Gần đó là ở những bất hủ thế lực đó trung, có thể có thể so với yêu hoàng nhân loại cường giả cũng cực kỳ thư thất thậm chí là thái thượng trưởng lão hoặc là lão tổ cấp tồn tại. Có như thế nhiều yêu hoàng cường giả trấn giữ, đây cũng là bắc hoang sơn mạch có thể sừng sững ở tiên vũ đại lục, được gọi là nhân loại cấm địa nguyên nhân. Nhưng giờ phút này, những thứ này yêu hoàng cường giả sắc mặt cũng không thế nào dễ nhìn, một cổ ngưng trọng bầu không khí dần dần ở chỗ này lan tràn, tự hồ có một ngọn núi lửa sắp bùng nổ. 3. Đột nhiên, một đạo vỗ bàn âm thanh vang lên, ngay sau đó đó là bàn phá toái thanh âm. Một vị vóc người khôi ngô vô cùng, tướng mạo đen thui yêu hoàng đứng lên, chỉ thấy hắn mang trên mặt một cổ vẻ giận, đẩy mắt sát ý gần như muốn hòa tan hết thảy. Thật là bực bội, chúng ta chú tâm chọn lựa tới nhiều như vậy ưu tú mầm móng cứ như vậy chết ở bên trong, những thứ này nên nhân loại chết, là thật đáng ghét. Các ngươi còn có thể tiếp tục nhẫn, nhưng ta lão hùng đã không nhịn được, ta lập tức mang theo ta hùng tộc nhân đánh ra, đến thời điểm xem các ngươi ra không ra tay dựa theo ý tứ của ta đã sớm nên nói những nhân loại kia tru diệt hầu như không còn đến thời điểm cái gì bí cảnh bảo vật gì còn không cũng sẽ thuộc về chúng ta Bắc hoang sơn mạch toàn bộ đâu còn sẽ lạc cho tới bây giờ cục diện này nói chuyện vị này yêu hoàng chính là hùng tộc yêu hoàng bây giờ chính là Bắc hoang sơn mạch trung hùng tộc tộc trưởng thực lực mạnh mẽ vô cùng lấy tánh khí nóng nảy đến sưng hắn tiếng nói vừa dứt Lập tức liền có mấy vị yêu hoàng sau đó hưởng ứng đứng lên, mặc dù có thể tu luyện tới yêu hoàng cảnh giới đại yêu, đem tâm tính cùng trí tuệ cũng sẽ không thua đồng cấp bậc nhân loại, nhưng bọn họ dù sao cũng là yêu tộc xuất thân, vẫn cất giữ một ít yêu tộc thiên tính. Dưới cái nhìn của bọn họ, bị người khi dễ tới cửa, đến lượt lấy giống vậy phương thức trả lại, không thể nào như thế bực bội nuốt xuống khẩu khí này. Dù sao bọn họ yêu tộc năng lực sinh sản cũng không phải mạnh như vậy nhiều như vậy yêu tộc hậu bối thiên kiêu chết ở bên trong, cho bọn hắn tạo thành đã kích hay lại là tương đối lớn, có chủng tộc chỉ có như vậy một hai vị có thể xuất ra tay hậu bối, bây giờ còn bỏ mạng ở bên trong. Yêu tộc trung cũng có háo chiến nhất phái, tỉ như hùng tộc, viên tộc, bằng tộc các loại, bọn họ huyết mạch gian quyết định bọn họ toàn tộc đều là phần tử hiếu chiến. Ở hùng tộc yêu hoàng mang theo đầu sau đó, viên tộc, bằng tộc đợi háo chiến phái yêu hoàng lập tức đứng dậy, rối rít tỏ thái độ đứng lên. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 45 Chờ đợi thời cơ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Đúng, ta đồng ý lão hùng ý kiến, bọn họ người nhân loại này thế lực cũng chạy đến cửa nhà chúng ta tới đánh chúng ta mặt, cái này còn làm sao có thể nhẫn, nếu như lần này không hung hãn đánh trả, chúng ta bắt hoang sơn mạch còn có tại sao lực chấn nhiếp có thể nói, đến thời điểm sợ rằng là nhân loại, cũng dám cho chúng ta màu sắc nhìn một chút. Không sai, bên ngoài những nhân loại kia mặc dù thực lực không yếu, bất quá chúng ta thực lực mạnh hơn, hơn nữa nơi này còn là chúng ta chiến trường chính, gây gớm đến thời điểm mời ra yêu đế đế binh, đưa bọn họ những người này toàn bộ ở lại chỗ này. Nhân tộc luôn luôn được voi đòi tiên, cái này bí cảnh vốn chính là chúng ta yêu tộc tiền bối lưu lại, bây giờ lại bị bọn họ cưu chiếm thước sao, muốn nuốt một mình bảo vật, không chỉ có chúng ta yêu tộc tiền bối không muốn thấy một màn như vậy, liền ngay cả chúng ta hậu thế cũng không thể chịu đựng chúng ta ngồi yên không lý đến. Một đạo lại một giọng nói vang lên, toàn bộ đều mang một loại nóng nảy sát ý, trong bí cảnh mặt phát sinh từng mạng tất cả đều bị bọn họ thấy được, nhất là khi thấy nhà mình hậu bối bị bức bách tự bạo lúc, bọn họ lòng ngực cũng thiếu chút nữa nổ bể ra đến, hận không được lập tức phá vỡ bí cảnh, cứu ra yêu tộc hậu bối. Dưới cái nhìn của bọn họ, sở dĩ sẽ xuất hiện một màn này, cũng là bởi vì nhân tộc tham lam cùng không giữ lời hứa sở trí. Dựa theo trước đạt thành hiệp nghị, bắc hoang sơn mạch đồng ý nhân tộc hậu bối tiến vào bí cảnh, hơn nữa không phải âm thầm ngăn trở, mà nhân tộc cũng phải bảo đảm ở bí cảnh bị không rất đúng yêu tộc người xuất thủ, song phương đồng thời hợp tác, chung nhau tầm bảo. Nhưng bây giờ nhân tộc người nhưng là dẫn đầu không giữ lời hứa, sẽ bỏ hiệp nghị, thậm chí bức tử bọn họ yêu tộc người, đây đã là đùng đùng ở đánh bọn họ mặt, thì như thế nào có thể nhìn? Theo mấy vị yêu hoàng tỏ thái độ, nơi này lập tức trở nên huyên náo đứng lên, có yêu hoàng đã hạ quyết tâm, có chính là vẫn do dự bất định, còn có một chút yêu hoàng chính là tràn đầy băng khoăn. Nguyện ý theo ta cùng xuất thủ bây giờ liền có thể chuẩn bị động thủ, chiến, liền muốn chiến hắn long trời lỡ đất. Hùng tộc yêu hoàng một tiếng hô to, dòng máu khắp người phản phất đã sôi trào, lúc này thì có vài tên yêu hoàng đi theo trên người hắn rồi muốn vừa động thủ một cái đang lúc bọn hắn bước chân sắp bước ra tòa cung điện này lúc một giọng nói đột nhiên vang lên để cho bọn họ bước chân dừng lại không nhịn được định ngay tại chỗ chỉ thấy một đạo run run rẩy rẩy bóng người từ từ đứng lên trong tay hắn còn chống một căn ba tông sắc mặt già nua vô cùng tựa như cùng một vị sắp sửa gỗ mục lão nhân một dạng người này chính là phượng thiên yêu hoàng Phượng Thiên yêu hoàng tay cầm ba tông, trợn mắt nhìn hùng tộc yêu hoàng đám người, quát ngắn nói. Đủ rồi, các ngươi là nhàn chúng ta bắt hoang sơn mạch còn chưa đủ phiền toái không được, một đám mãn phu, nếu như vậy liền có thể giải quyết chuyện này, ta đã sớm người đầu tiên xuất thủ rồi. Bị Phượng Thiên yêu hoàng như vậy một trầy, hùng tộc yêu hoàng đám người lại thật dừng lại bước chân, mặc dù mặt lộ không ăn vào sắc, có thể cũng không dám nói gì. Phượng Thiên yêu hoàng ở yêu tộc trung lý lịch rất già, mặc dù hắn tu vi không phải tràng thượng cao nhất nhưng hắn uy vọng nhưng là không người có thể so sánh tràng thượng rất nhiều yêu hoàng đều là phượng thiên yêu hoàng nhìn lớn lên có thậm chí còn với hắn học tập qua một đoạn thời gian cho tới bây giờ trở thành yêu hoàng tôn sư vẫn sẽ tôn xưng hắn một tiếng lão sư mấu chốt nhất là phượng thiên yêu hoàng hay lại là bắc hoang sơn mạch đông đảo yêu tộc công nhận trí giả đã từng trợ giúp bắc hoang sơn mạch nhiều lần chuyển nguy thành an vì vậy lời nói của hắn không người nào dám không nghe. Chỉ thấy Phượng Thiên Yêu Hoàng tiếp tục nói. Nhiều như vậy yêu tộc ưu tú hậu bối chết ở bên trong, ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc, bất quá tốt ở tại bọn hắn không có đọa rồi ta bắt hoang sơn mạch danh tiếng, một điểm này, ta cảm thấy rất vui vẻ yên tâm, cho nên cho dù bọn họ chết, vẫn là ta bắt hoang sơn mạch anh hùng, cũng coi là chết có ý nghĩa. Nếu như đổi thành lúc trước ta, nói không chừng không chỉ có sẽ không ngăn trở các ngươi, thậm chí sẽ còn người đầu tiên xuất thủ, nhưng bây giờ lớn tuổi, cân nhắc đến liền không chỉ là trước mắt. Bên ngoài những người đó có thể không phải là cái gì nhân vật đơn giản, liền đoán chúng ta bây giờ cưỡng ép xuất thủ, không để ý giá đem những người đó toàn bộ ở lại chỗ này, có thể phía sau đây. Đi làm như thế cũng chẳng qua là thống khoái nhất thời mà thôi. Nói tới chỗ này, Phượng Thiên yêu hoàng đục ngầu ánh mắt nhìn một vòng, thanh âm của hắn trong lúc bất chợt trở nên trầm trọng chúng ta bắt hoang sơn mạch tuy mạnh, nhưng lúc này đây chúng ta đối mặt không chỉ có riêng là một cái đối thủ, những bất hủ thế lực đó có thể không có một là đơn giản, nếu quả thật bùng nổ đại chiến, kết quả có thể liền không phải chúng ta có thể khống chế. Hơn nữa, bí cảnh bên trong vô luận xảy ra chuyện gì, cũng chỉ là tiểu bối sự tình ở giữa mà thôi, một khi chúng ta những thứ này lão gia hỏa nhúng tay, hết thảy liền thật không giống nhau. Nghe được Phượng Thiên Yêu Hoàng lời nói, rất nhiều người sắc mặt cũng trở nên trầm trọng, Phượng Thiên Yêu Hoàng thật sự nói phải trái bọn họ há có thể không hiểu, chỉ là một mực không muốn suy nghĩ nhiều mà thôi. Bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc giữa mâu thuẫn càng phát ra nhọn, không biết bao nhiêu nhân tộc thế lực vẫn đang ngó chừng bắt hoang sơn mạch, bọn họ khiếm khuyết, chỉ là một xuất thủ mượn cớ mà thôi. Nếu như đối mặt một cái bất hủ thế lực, bọn họ không chỉ có không sợ chút nào, thậm chí có nắm chặt trấn áp đối phương, coi như đối mặt hai cái bất hủ thế lực liên thủ bọn họ cũng có thể cùng đánh một trận nhưng lần này hiển nhiên không có đơn giản như vậy không chỉ là bọn họ những thứ này yêu hoàng coi như là yêu tộc cùng nhân tộc chân chính cường giả đỉnh cao cũng đang chăm chú chuyện này chẳng nhẽ chuyện này cứ tính như vậy hay sao sắc mặt của hùng tộc yêu hoàng lúc thì trắng lúc thì đỏ tâm tình lộ ra cực kỳ không ổn định giọng không cam lòng hỏi liền như vậy dĩ nhiên không thể cứ tính như vậy. Sắc mặt của Phượng Thiên Yêu Hoàng trầm xuống, trên mặt thoáng qua một đạo dữ tận biểu tình, vô cùng rét lạnh nói. Người nhân loại này thế lực tính toán như thế chúng ta, nếu như chúng ta không làm những gì, bọn họ chỉ có thể càng được voi đòi tiên. Chỉ bất quá bây giờ thời cơ còn không đúng, trong nhân tộc đã có cường giả cấp cao nhất hiện trường trấn giữ, âm thầm chú ý chuyện này cường giả càng là không phải số ít, mà chúng ta yêu tộc tiền bối còn không có động tĩnh. Bây giờ chúng ta muốn làm là được lặng lặng chờ đợi thời cơ, một khi thời cơ đến, chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Nói đánh nơi này, ánh mắt của Phượng Thiên yêu hoàng nhất thời trở nên thâm thúy mờ mịt, giống như là có thể thấy nguyên linh bí cảnh bên ngoài cảnh tượng như thế. Có câu muốn nói Phượng Thiên yêu hoàng cũng không có nói ra, đó chính là hắn từ đầu chí cuối kiên kỵ chỉ có một người, đó chính là trấn giữ ở bên ngoài đại càng thần sư. Người khác không biết đại càng thần sư chỗ đáng sợ, hắn lại cũng rõ ràng là gì bởi vì tại hắn vẫn chỉ là một tên tiểu yêu thời điểm đại càng thần sư cũng đã danh chấn đại lục uy hiếp nhất phương bây giờ đại càng thần sư rốt cuộc có bao nhiêu cường đại không có ai biết nhưng có thể nhất định là bằng bọn họ những người này còn chưa đủ để lấy chấn nhiếp đến đại càng thần sư trừ phi có yêu tộc tiền bối xuất thủ ở phượng thiên yêu hoàng sau khi nói xong hiện trường lập tức yên tĩnh lại toàn bộ yêu hoàng cũng ở lẳng lặng trầm tư bọn họ đã đón nhận Phượng Thiên Yêu Hoàng cách nói. Bây giờ, bọn họ phải đợi, chỉ là một thích hợp thời cơ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 46 10 tuổi tố thần Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Yêu thần điện bên trong, chính nhất yêu thần lặng lặng nhìn nguyên linh bí cảnh trung từng bức họa, một trận yên lặng. Cho dù yêu tộc thiên kiêu từng cái chết ở trước mắt hắn, có thể sắc mặt của hắn vẫn không có chút ba động nào, trong lòng càng là chắc như bàn thạch, không nổi chút nào rung động. Sau một hồi lâu, chính nhất yêu thần đột nhiên thở dài một cái, mặt mỉm cười nói. Lâm Huynh, chân chính trò hay rốt cuộc sắp mở mang. Lâm Trường Phong nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng trà thơm, từ tốn nói. Ta vốn cho là chính nhất Huynh vì tranh đoạt món đồ kia, sẽ phái ra yêu tộc thật sự có bài tẩy, không nghĩ tới hay là ta đánh giá thấp chính nhất huynh rồi nói tới chỗ này lâm trường phong nhìn một cái mặt lộ mỉm cười chính nhất yêu thần tiếp tục hỏi trọng yếu như vậy đồ vật cứ như vậy rơi vào người khác tay chính nhất huynh tại sao nhìn không chút nào thất vọng chính nhất yêu thần nhíu nhíu mày sái nhiên cười một tiếng nói không thất vọng kia là không có khả năng chỉ bất quá từ vừa mới bắt đầu ta cũng biết muốn phải dựa vào những hậu bối đó lấy được món đồ kia căn bản là không thể nào Chẳng lẽ Lâm huynh cho là những thứ kia đỉnh cấp thế lực thật sẽ đem toàn bộ tiền đặt cuộc đệ ở một ít trên người tiểu bối hay sao? Nghe vậy, Lâm Trường Phong im lặng đứng lên, trước hắn quả thật là nghĩ như vậy, bất quá bây giờ hắn những ý nghĩ này nhìn đã hoàn toàn không thành lập. Không nói trước nhân tộc, liền nói yêu tộc, rõ ràng còn có càng nhiều lá bài tẩy có thể sử dụng, nhưng cũng chỉ là phái ra một ít tiểu bối vào đi chịu chết, này đã nói lên rất nhiều thứ. Thấy Lâm Trường Phong không nói chính nhất yêu thần tiếp tục nói. Những thứ kia các lão gia đã sớm liệu được những thứ này, đối với bọn họ mà nói, ở bí cảnh bên trong ai có thể được món đồ kia cũng không trọng yếu, dù là ta yêu tộc hậu bối lấy được cũng giống như vậy, chỉ cần có thể đem món đồ kia mang ra ngoài là được. Món đồ kia một mực giấu ở nguyên linh bí cảnh bên trong, ai cũng không thể cưỡng ép xuất thủ, chỉ khi nào bị mang ra ngoài, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Đã như vậy, ta tại sao còn muốn để cho càng nhiều yêu tộc hậu bối vào đi chịu chết đây chính nhất yêu thần tự mình lẩm bẩm câu nói sau cùng gần giống như là nói cho lâm trường phong nghe hoặc như là đang nói cho chính mình đột nhiên lâm trường phong không biết là nhớ ra cái gì đó đột nhiên nở nụ cười chỉ thấy hắn nhìn chính nhất yêu thần nói xem ra ta quả thật đánh giá thấp các ngươi những thứ này lão gia này nói không chừng lập tức ta là có thể thấy một trận đại chiến chấn động thế gian rồi như thế xem ra trò hay thật là vừa mới bắt đầu lâm trường phong giờ khắc này hoàn toàn hiểu rõ ra nguyên linh bí cảnh bên trong hết thảy đều chỉ là một trò chơi mà thôi các tuổi trẻ thiên kiêu cũng tất cả đều là từng viên quân cờ mang trò chơi này không có thắng bại hoặc có lẽ là chỉ cần có người có thể đem món đồ kia từ nguyên linh bí cảnh bên trong mang ra ngoài tất cả mọi người là người thắng bởi vì đến khi đó mọi người toàn bộ cũng không có bất kỳ cố kỵ nào không cần kiên kỵ nguyên linh bí cảnh ngăn trở chân chính đến có thể tùy ý thi triển thủ đoạn thời điểm chỉ bất quá so sánh mà nói kia phe thế lực truyền nhân có thể đem món đồ kia mang ra ngoài này phe thế lực sẽ nắm giữ càng nói nhiều ngữ quyền nhưng là chỉ như vậy mà thôi một khi những thứ kia lão gia hỏa hạ quyết tâm muốn đi làm chuyện nào đó những thứ này toàn bộ đều là phù vân hai người không nói lời nào mà là bắt đầu đem phần lớn sự chú ý tập trung vào nguyên linh bí cảnh bên trong ánh mắt của lâm trường phong từ đầu đến cuối đều đặt ở trên người lâm nguyệt khi trong mắt của hắn vẫn luôn là chỉ có chính mình nữ nhi bí cảnh bên trong vương đằng nắm chặt quả đấm từng tia hung ác sát khí từ trên người hắn tản mát ra trên mặt hắn dần dần lộ ra nụ cười dữ tợn cứ như vậy lẳng lặng nhìn lâm nguyệt khi từng bước một hướng hắn đi tới không khí dần dần đông đặc chính là cái này đẹp để không thể tưởng tượng nổi nữ hài đã ước chừng khiêu khích hắn hai lần rồi lần trước ngoài ý muốn phát sinh cho tới vương đằng không có xuất thủ mà lần này vương đằng đã hạ quyết tâm vô luận như thế nào đều phải chém đối phương lâm nguyệt khi đối với hắn khiêu khích để cho hắn cảm thấy mình uy nghiêm bị cực lớn ảnh hưởng qua nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ như vậy khó chịu quá chung quanh một số người thấy này cảnh tượng cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái không nhịn được hết sức chăm chú đứng lên người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra hai người này là thực sự muốn chống lại rồi trừ phi thiên vương lão tử tới nếu không giữa hai người nhất định có một trận chiến vương thiên bước chân không nhịn được lui về phía sau dời một chút kết quả không cẩn thận làm động tới thương thế trên người đau trách móc hàng miệng hắn là ở vương đằng dưới sự che chở mới sống đến nay mặc dù hắn cho tới nay đối vương đằng này cái ca ca rất bất mãn có thể ở đáy lòng hay lại là đứng ở vương đằng bên này bất quá hắn cũng coi là gặp qua lâm nguyệt khi chỗ kinh khủng vì vậy đối với vương đằng có thể thủ thắng hay không cũng là không có bất kỳ lòng tin nếu như có thể hắn mười ngàn cái không muốn hai người chống lại nhưng bây giờ kết quả như thế cục diện đã không phải hắn có thể ảnh hưởng bây giờ hắn có thể làm là được cách xa một chút để tránh đợi một hồi bị vạ lây trì ngư lúc này vương đằng nói chuyện chỉ thấy sắc mặt của hắn hơi rét một chữ một cái nói bất quá sơ nhập tố thần cảnh liền như thế không biết trời cao đất rộng hôm nay ta liền để cho ngươi biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân xem ta một chưởng diệt ngươi vương đằng nói ra những lời này thời điểm giọng bình tĩnh dị thường có thể những lời này rơi vào trong đám người lại một thạch khơi dậy thiên tần lãng rất nhiều người cũng sắc mặt hoảng sợ nhìn lâm nguyệt khi giống như là thấy quỷ tố tố thần một người sợ cái trán trợn tròn cặp mắt ở lúc nói những lời này sau khi thiếu chút nữa ngất đi dưới tình huống này không có ai hoài nghi vương đằng những lời này chân thực tính nói cách khác trước mặt tiểu cô nương này thật đã đạt đến tố thần cảnh mười tuổi khoảng đó tố thần cảnh lại có mấy người bái kiến nhất định chính là chưa bao giờ nghe có lẽ chỉ có trong truyền thuyết đại đế có thể ở cái tuổi này tu thành tố thần này khởi không phải nói tiểu cô nương này mới là thật có đại đế phong thái. Yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt. Tần tu cùng với càng tinh hà mấy người cũng là thử ra chốc lát, lấy bọn họ tâm tính, lại cũng thiếu chút nữa không tinh thần phục hồi lại. Mới vừa rồi trên người Lâm Nguyệt Khi trong lúc vô tình toát ra một tia khí tức, tia khí tức này tuyệt đối là thật tố thần cảnh không thể nghi ngờ, lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên có thể đoán được. Giờ khắc này, bọn họ không nhìn được nghĩ đến chính mình, bọn họ được gọi là bắt vực cao cấp nhất yêu nghiệt, có thể đi đến tố thần cảnh thời điểm, cũng đến 14 tuổi, đây đã là tương đương kinh khủng ghi chép. Nhưng cái kỷ lục này hòa diện trước tiểu cô nương này so với, lại tính là cái gì? Không chỉ là bọn họ, ngay cả Vương Đằng đang nói ra câu nói kia thời điểm, cũng có chút không dám tin tưởng chính mình nghĩ rằng. Làm phản ứng kịp sau đó, đáy lòng của hắn liền xuất hiện một cổ hỏa, không sai, đây là lửa ghen hắn lần đầu tiên như thế ghen tị một người thiên phú. Cho tới nay, vương đằng nhất kiêu ngạo liền là người khác đối với hắn đại đế phong thái khen, có thể ở lâm nguyệt khi loại này yêu nghiệt trước mặt, hắn đại đế phong thái danh xưng nghiễm nhưng đã trở thành một chuyện tiếu lâm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 47 Chưởng pháp không tệ, người không được. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Giờ khắc này, những người khác mới hoàn toàn công khai, tại sao Lâm Nguyệt Khi có thể dễ dàng như vậy đứng ở chỗ này, cho dù đối mặt vương đằng thời điểm, cũng lộ ra mười phần phấn khích, hết thảy các thứ này đều là nàng thực lực mang đến sức lực. Mười tuổi tố thần, chỉ là muốn suy nghĩ một chút, sẽ cảm thấy da đầu tê dại. Tố thần chi cảnh, đây đã là tràng thượng trong mọi người đỉnh cấp tu vi, mặc dù vẫn so ra kém tầng tu vương đằng chi lưu, nhưng là chênh lệch không xa. Không có ai sẽ hoài nghi, nếu như cấp cho Lâm Nguyệt Khi cũng đủ dài thời gian, nàng có thể vượt xa vương đằng đám người. Loại này yêu nghiệt, thì không nên sống trên cõi đời này. Cũng còn khá nàng trêu chọc vương đằng, coi như nàng yêu nghiệt vô cùng, lại đạt tới tố thần chi cảnh, nhưng cũng không thể sẽ là vương đằng đối thủ. Cho là mình tu thành tố thần, giống như này trong mắt không người, lần này, nàng tất nhiên sẽ bị trước đó chưa từng có giáo huấn. Rất nhiều người thập phần không hữu nhìn cho kỹ lâm nguyệt khi, trong lòng bọn họ tràn đầy lửa ghen, Hận không được Lâm Nguyệt Khi lập tức bị Vương Đằng chém rụng. Nhân tính liền là như thế, một khi đối mặt vượt qua chính mình tồn tại lúc thì sẽ sinh ra loại này ghen tị tâm lý. Tần Tu cùng với Vương Đằng Chi lưu mặc dù thiên phú và thực lực vượt xa bọn họ, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, này là bởi vì những người này hưởng thụ so với bọn hắn tốt hơn tại nguyên nguyên nhân. Mà Lâm Nguyệt Khi chẳng qua là không có một người mặc cho thân phận như thế nào bối cảnh cô bé tự nhiên rất dễ dàng đưa tới bọn họ đối địch trong lòng. Lần này, ngươi hẳn phải chết. Một số người trong lòng hung tận nghĩ đến. Người sở hữu phản phất đều đã đoán chừng rồi cuộc chiến đấu này kết quả, 10 tuổi tố thần thì như thế nào. Cùng vương đằng loại này trải qua bách chiến, từ không biết bao nhiêu trong chém giết đi ra so sánh, cuối cùng là kém quá nhiều. Hơn nữa cho tới bây giờ, vẫn không có ai chân chính thấy rõ vương đằng nội tình có thể cùng tần tu cũng liệt vào nhân vật, tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Lúc này, vương đằng xuất thủ. Không nói lời nào, cũng không có bất kỳ khúc nhạc dạo, cùng đi đều là như vậy đột nhiên, phản phất mưa to lôi đình. Vương đằng sắc mặt trầm ngưng, cả người trên dưới tản ra một loại bạo lệ khí hơi thở, chỉ thấy hắn một cước bước ra, nặng nề đi về phía trước đạp một cái, mặt đất lại xuất hiện một cái một thước hố sâu, chung quanh đại địa cũng theo đó hơi rung rẩy rồi mấy cái ngươi, chỉ xứng để cho ta ra một chưởng. Chấn thiên thần chưởng, diệt. Theo vương đằng một tiếng quát to, trong không khí phản phất bằng bầu trời vang lên rồi một đạo kinh lôi, chấn người chung quanh màn nhĩ bỗng dưng đau đớn, giờ khắc này, toàn bộ ánh mắt quan toàn bộ đều tập trung ở vương đằng trên người. Chỉ thấy vương đằng lần nữa đi về phía trước một bước, trong quá trình này, hắn một chưởng đưa ra, trực tiếp vỗ về phía lâm nguyệt khi. Trong hư không, vương đằng trên bàn tay phản phất giấy lên một đạo kim sắc quan diễm, quan mang càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng tự như cùng một vòng tiểu thái dương một dạng trực tiếp đem vương đằng toàn thân cũng lồng trùm lên bên trong. Trong không khí gió bão gào thét, từng đạo cùng phách cực kỳ năng lượng tràn hướng bốn phương tám hướng, bị dọa sợ đến một số người liền vội vàng né tránh, căn bản không dám chạm đến. Một chưởng này trực tiếp vững vàng phong tỏa lại Lâm Nguyệt Khi, vô luận Lâm Nguyệt Khi như thế nào né tránh, Cuối cùng cũng phải đối mặt Vương Đằng một chưởng này, đây chính là chấn thiên thần chưởng chỗ kinh khủng. Rất nhiều người cũng không biết, Vương Đằng võ đạo Thiên Phú khi còn bé cũng không có xuất sắc như vậy, cho đến 7 tuổi thời điểm, một trận kỳ ngộ thay đổi hắn cả đời. Ở ngày ấy, Vương Đằng tu luyện mệt mỏi tới cực điểm thời điểm, một con tiên hạt đột nhiên xuất hiện, đối mặt cái này chưa bao giờ che mặt tiên hạt, tuổi gần 7 tuổi Vương Đằng nhưng là không sợ chút nào ngược lại mà phi thường vui vẻ leo đến tiên hạt trên người. Sau đó tiên hạt đó là bay lên trời, không biết phi hành bao xa, vương đằng cuối cùng đi tới một chỗ, đó là loạn cổ đại đế chỗ tọa hóa, vương đằng chính là từ nơi đó lấy được loạn cổ đại đế truyền thư. Loạn cổ đại đế, có thể nói là một cái nhân vật truyền kỳ, gần liền đã qua mấy vạn năm, trong thiên địa vẫn lưu truyền hắn truyền thuyết. Loạn cổ đại đế xuất thân thấp hèn, giống như cỏ rác, thiên phú cũng chỉ có thể coi là phổ thông, nhưng mà hắn lại bằng vào chính mình kinh người nghị lực từng bước một chứng thành đạo đế đứng ở võ đạo giới đỉnh phong hắn khắc mộ chí trung như vậy viết nửa đời trước ta trải qua vạn trận chiến đấu không một thủ thắng nửa đời sau giống vậy trải qua vạn trận chiến đấu cũng không vừa rơi xuống bại câu này khắc mộ chí đã tại toàn bộ đại lục lưu truyền rộng rãi trở thành vô số hàng môn tử đệ tự mình khích lệ năng lượng nguồn bị vô số nhân truyền lại tụng khi lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa sau đó, vương đằng thiên phú đột nhiên trở nên vô cùng kinh khủng, nhanh chóng ở vương gia toàn bộ hậu bối trong con em cuộc khởi, thẳng đến hôm nay, đã trở thành vương gia thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Chấn thiên thần trưởng, chính là vương đằng từ loạn cổ đại đế trong truyền thừa được, chính là một môn vô thượng trưởng pháp, một mực bị vương đằng coi vì chính mình võ đạo nội tình một trong. Nếu như không phải hôm nay Lâm Nguyệt Khi để cho hắn cảm nhận được áp lực, vương đằng thậm chí sẽ đem cửa này trưởng pháp vẫn ẩn nút đi xuống, nói không chừng kia thiên sứ đi ra có thể tạo được không ngờ tác dụng. Mà bây giờ, vương đằng không có chút nào do dự liền đem chấn thiên thần trưởng sử ra, chính là vì có thể lấy thế nhanh như chớp không kịp biệt tai đem lâm nguyệt khi giải quyết hết, dùng cái này tới điện định hắn danh tiếng. Rất nhiều người lặng lẽ nhìn một màn này, nhất là khi thấy chấn thiên thần trưởng uy lực kinh khủng thời điểm. Cũng không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, hô thầm một tiếng kinh khủng bọn họ âm thầm ước đoán nếu như mình đối mặt vương đằng kinh khủng này một chưởng đừng nói sống sót ngay cả phản kháng có khả năng cũng không có càng tinh hà đáy mắt thoáng qua một đạo vẽ ngưng trọng vương đằng một chưởng này đã để cho hắn cảm nhận được áp lực thật lớn nếu như không sử dụng chính mình lá bài tẩy coi như là chính mình cũng rất khó ứng đối một chưởng này trước hắn còn có chút khinh thị vương đằng nhận thức là vương đằng chẳng qua chỉ là nhất lưu thế lực xuất thân ở lá bài tẩy phương diện khẳng định so với bất quá bọn hắn loại này xuất thân từ bất hữu thế lực nhân, nếu như hai người chống lại, hắn có 8 phần 10 nắm chặt có thể áp chế vương đằng. Nhưng hiện tại xem ra, là hắn vô cùng đánh giá thấp đối phương, vương đằng lai lịch xa còn lâu mới có được hắn muốn đơn giản như vậy. Lâm Nguyệt Khi vẫn nhẹ bước bước chân, từng bước một đi về phía vương đằng, đối mặt vương đằng uy hiếp, nàng không chút phật lòng. Giờ phút này, Lâm Nguyệt khi gánh vác vương đằng một chưởng này mang đến toàn bộ áp lực, nạn vạt áo bị cùng phong thổi lên, đôi tấn giữa một sợi mái tóc theo gió phiêu lãng đến. Chết đi cho ta. Vương đằng lạnh trên một tiếng, chỉ thấy thân hình hắn chật lóe, trực tiếp xuất hiện ở khoảng cách Lâm Nguyệt khi chưa đủ một trượng khoảng cách chỗ. Nhìn từ đằng xa, giống như có một vòng tiểu thái dương nhanh chóng đến gần Lâm Nguyệt khi, thật giống như sẽ phải hòa tan Lâm Nguyệt khi. Lâm Nguyệt khi mí mắt khẽ nâng, khinh thường nhìn thoáng qua vương đằng, đôi môi khẽ mở nói. Chưởng pháp không tệ, quả thật rất lợi hại. Đáng tiếc, người không được. Lâm Nguyệt khi thanh âm rất êm tai, thanh thúy dễ nghe, không ngừng ở mỗi người bên tai quanh quẩn. Cũng chính là vào lúc này, Lâm Nguyệt khi đột nhiên xuất thủ, vẫn là thanh kia phổ thông tới cực điểm một kiếm, một kiếm phá vỡ trường không, cứ như vậy trực lăng lăng đâm về phía vương đằng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 48 Nhẹ nhàng một kiếm Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Một kiếm bên dưới, vương đằng một chưởng này thật sự ngưng tụ khí thế giống như là xuân băng gặp viêm viêm liệt nhật một dạng nhất thời bắt đầu tiêu tan mở, chỉ là trong nháy mắt, liền tiêu tán hơn nữa. Cái gì? Vương đằng sắc mặt đại biến, không nhìn được phát ra thét một tiếng kinh hãi đáy mắt tràn đầy vẻ không dám tin phải biết một chưởng này đã sử xuất hắn ước chừng lục thành lực lượng, đừng nói chỉ là một sơ nhập tố thần tiểu nha đầu, coi như là đi đến tố thần trung kỳ cường giả, cũng sẽ bị hắn một chưởng vỗ chết. Nhưng mà đối diện tiểu cô nương này nhưng là một kiếm liền phá được hắn chưởng thế, để cho trước hắn tích lũy xuống ưu thế không còn sót lại chút gì, cái này lại để cho hắn làm sao không sợ. Người chung quanh càng sắc mặt của là hoảng sợ nhìn Lâm Nguyệt khi, trong lúc nhất thời lại không nói ra lời, vương đằng một chưởng liền bị nàng phá, bọn họ những người này thì như thế nào sẽ là đối phương đối thủ. Giờ khắc này, tận tu nắm chui kiếm tay không nhịn được siết chặt, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lâm Nguyệt khi nói cho đúng là Lâm Nguyệt khi trong tay một kiếm, đẩy mắt toát ra một đạo vẻ khiếp sợ. Tận tu chính là vô nhai tông truyền nhân, bởi vì đem thiên phú kiếm đạo cực cao, vì vậy bị tôn xưng là thế hệ trẻ kiếm đạo hạo dương. Hơn nữa hắn còn từng đã từng kiếm thần lão tổ điểm hóa, một thân kiếm đạo tu vi dĩ nhiên là sâu không lường được nếu như nói riêng về thiên phú kiếm đạo tần tu đủ để xưng là bắt vực thế hệ trẻ đệ nhất nhân gần đó là một ít thế hệ trước cường giả cũng không sánh nổi hắn kiếm đạo cũng là hắn lớn nhất ý trường nhưng mà giờ khắc này thấy lâm nguyệt khi mới vừa rồi một kiếm kia ngay cả tần tu vị này kiếm đạo hạo dương tâm cũng không nhịn được khẽ run một cái rất là chấn động để tay lên ngực tự hỏi nếu để cho hắn đối mặt vương đằng mới vừa rồi một chưởng kia hắn cũng có lòng tin giống như lâm nguyệt khi một kiếm phá rồi vương đằng chưởng thế nhưng là lại muốn lấy ra một ít lá bài tẩy lâm nguyệt khi mới vừa rồi rốt cuộc có không có dùng lá bài tẩy tận tu cũng không thể chắc chắn hắn duy nhất có thể xác định là lâm nguyệt khi kiếm đạo cảnh giới cũng không yếu cho hắn bao nhiêu có lẽ còn cao hơn nữa rất tốt rốt cuộc có một ra dáng đối thủ xuất hiện hy vọng ngươi cũng không phải tưởng tượng của ta trung yếu như vậy, nếu không khởi không phải quá mức không thú vị. Tần tu trong đôi mắt toát ra một đạo nóng bỏng quan mang, đó là đã thiêu đốt chiến ý, trong cùng thế hệ rốt cuộc xuất hiện một vị ra dáng kiếm đạo cao thủ, hắn vị này trong lòng kiếm đạo hạo dương cũng không nhìn được sinh ra một loại nhìn thấy mà thèm cảm giác. Đáng chết! Vương đằng sắc mặt vô cùng khó coi, trên mặt càng là cảm thấy một trận nóng bỏng đau, lâm nguyệt khi một kiếm này càng giống như là một bạc tai quất vào trên mặt hắn để cho hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng âm đột nhiên một tiếng vang trầm thấp từ vương đằng trong cơ thể truyền tới vương đằng trên người khí thế lần nữa tăng vọt một đoạn ở loại tình thế này bên dưới vương đằng lần nữa lấy ra một bộ phận lá bài tẩy vẫn là chấn thiên thần chưởng nhưng một chưởng này uy lực so với trước kia một chưởng kia muốn cường đại rất nhiều chu vi vài trăm thước đều bị một chưởng này thật sự cuốn vào một cổ nóng bỏng năng lượng ở trong thiên địa bộc phát ra. Lui lại mau. Một số người chỉ cảm thấy một cổ lửa nóng khí tức đập vào mặt, thật là muốn đưa bọn họ thiêu hủy hầu như không còn, bọn họ không dám ngăn cản, chỉ có thể kéo lấy đến bị thương thân thể, giống như chạy thoát thân một loại hướng chung quanh đi tứ tán. Một chưởng này, nàng hẳn chắc chắn phải chết đi. Mọi người trong lòng vô cùng chắc chắc. Lâm Nguyệt khi khoảng cách vương đằng gần đây, có thể nói thừa nhận rồi vương đằng một trưởng này gần như toàn bộ lực lượng. Ngươi trưởng pháp cương mảnh có dư, có thể thiếu nhu, liền đưa đến ngươi một trưởng này uy lực không cách nào hoàn toàn phát huy được, dùng cái này đến xem, ngươi đối chấn thiên thần trưởng hiểu chỉ có thể coi là ban đầu nhập môn kính mà thôi. Lâm Nguyệt khi đứng tại chỗ bất động, giống như vị lão sư một loại phê bình vương đằng một trưởng này, mấy câu nói liền đem vương đằng một trưởng này toàn bộ chỗ thiếu hụt nói ra kiếp trước thân là đại đế cảnh cường giả, nàng cũng nghiên cứu qua chấn thiên thần trưởng, chỉ bất quá cửa này trưởng pháp cùng nàng đi lên con đường hoàn toàn ngược lại, vì vậy nàng cũng không có lựa chọn tu luyện, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng đối với chấn thiên thần trưởng hiểu. Nhẹ nhàng một kiếm. Lâm Nguyệt khi đôi môi khẽ mở, nhẹ nhàng nói. Vừa nói, Lâm Nguyệt khi trong tay chui này một kiếm ở nàng lòng bàn tay sau khi vòng vo một vòng, trong lúc bất chợt rời khỏi tay hóa thành một đạo quan mang sau đó, trực tiếp đâm trách hư không, bay hướng vương đằng một chưởng này. Nếu như lấy cái gì từ để hình dung Lâm Nguyệt khi một chiêu này phi kiếm, đó chính là nhanh. Cực hạn nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Nguyệt khi một kiếm liền đi tới vương đằng một chưởng này trước, hơn nữa trực tiếp xuyên qua vương đằng một chưởng này, gào thét mà qua. Vương đằng quy lực này kinh khủng một chưởng lại thùng rỗng kêu to, ở lâm nguyệt khi phi kiếm trước mặt giống như là giấy một dạng lần nữa biến mất từ trong vô hình. Chui này một kiếm ở phá vương đằng một chưởng này sau đó, vô cùng ương nhã trên không trung chuyển một cái vòng, lần nữa trở lại lâm nguyệt khi trong tay. Tí tách Tình cảnh một trận yên tĩnh, đột nhiên vang lên giọt nước lạc địa thanh âm, lộ ra cực kỳ chói tai. Vương đằng nâng lên chính mình cái bàn tay kia, ánh mắt kinh ngạc nhìn lòng bàn tay, vẻ mặt trở nên hoảng hốt cặp mắt ánh mắt cũng trở nên tan rã đứng lên có thể rõ ràng mà thấy tại hắn lòng bàn tay xuất hiện một cái lỗ máu máu tươi theo kẻ ngón tay một giọt một giọt lạc ở trên mặt đất sau đó liền thấy hắn lòng bàn tay máu thịt một trận ngoạ ngoại tân huyết thịt dần dần sinh trưởng máu tươi cũng sẽ không nhỏ xuống chỉ là mấy hơi thở vương đằng lòng bàn tay cái kia lỗ máu liền biến mất không thấy gì nữa chỉ là một đạo vết kiếm vẫn ở lại lòng bàn tay từ đầu đến cuối không cách nào biến mất. Vương Đằng không chỉ có lấy được loạn cổ đại đế truyền thừa, còn thừa tái đối phương gần như một nửa bất tử thể chất căn nguyên, đây cũng là hắn có thể đủ nhanh như vậy khôi phục nguyên nhân. Đối với Vương Đằng mà nói, có bất tử thể chất căn nguyên tồn tại, chỉ muốn không phải là bị nhân một chiêu đấm phát chết luôn, là hắn có thể khôi phục rất nhanh tới, đây là một loại tương đương biến thái năng lượng. Không nói lời nào có thể hình dung Vương Đằng giờ phút này nội tâm ý tưởng, đó là một loại ngũ vị tạp trần đủ loại mùi vị đều là cũng trong lúc đó xông lên đầu khó có thể dùng lời diễn tả được không sai hắn thua đây là qua nhiều năm như vậy hắn trải qua lần đầu tiên thất bại loại cảm giác này là nhiều năm qua như vậy chưa bao giờ lãnh hội qua không ta còn không có bại ta vương đằng là người phương nào há có thể như thế cam nguyện nhận thua ta còn có rất nhiều lá bài tẩy không có làm đi ra ta loạn cổ đại đế truyền thừa vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa lão tổ ban cho ta bí pháp còn chưa dùng tới một mình ngươi yêu nghiệt nữ tử muốn không tốt ta đạo tâm đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc ta vương đằng hôm nay thế muốn chém ngươi lúc này vương đằng đột nhiên vô cùng càng rỡ phá lên cười trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng cùng tùy ý đó là một loại kiềm chế đến rất lâu thả ra cũng chính là vào lúc này lấy vương đằng làm trung tâm thiên phản phất chìm xuống mấy phần, vương đằng trên người khí thế vào giờ khắc này trở nên nặng hơn cùng cùng bạo, tự như cùng một cái khuất phục vạn năm hung thú. Rắc rắc. Một đạo phản phất xiên xích đứt gãy âm thanh vang lên, đạo thanh âm này là từ vương đằng trong cơ thể truyền tới, vô cùng rõ ràng rơi vào trong tai mọi người. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 49 Phá kính Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Giờ khắc này, người sở hữu đều là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía Vương Đằng, ngay cả Lâm Nguyệt Khi đều mang một vẻ kinh ngạc, nhìn Vương Đằng liếc mắt. Tất cả mọi người đều rõ ràng mới vừa rồi giọng nói kia đại biểu cái gì, đây là Vương Đằng Lâm trận đột phá. Cái gì là thiên tài, đây chính là chân chính thiên tài. Chân chính thiên tài thường thường có thể không bị mặc cho gì khó khăn đánh ngã, cho dù tao ngộ trọng đại biến cố, vẫn có thể lo liệu đạo tâm, thậm chí càng khóa càng mạnh. Như vậy cũng có thể thấy được vương đằng tên, lại có phải hay không là thổi ra, nếu như đổi thành người bình thường, gặp phải loại đã kích này, nói không chừng liền bắt đầu tự sa ngã, hoài nghi mình. Nhưng là vương đằng lại không có như vậy, Lâm Nguyệt khi một kiếm kia tuy nhiên để cho hắn tin độc sinh ra dao động, có thể càng nhiều hay là để cho hắn cảm thấy áp lực thật lớn. Chính là ở nơi này loại dưới áp lực thật lớn, vương đằng lại vô cùng thần kỳ phá kính rồi. Giỏi một cái vương đằng, bắt đầu từ bây giờ, ngươi ngược lại là thật có tư cách làm đối thủ của ta rồi. Tần tu cặp mắt hơi hiếp nhìn về phía vương đằng, trong lòng đối với vương đằng coi trọng lần nữa tăng cao một nấc thang. Lúc trước mặt dù người ngoài lao thẳng đến vương đằng cùng hắn cũng liệt vào, nhưng tần tu một mực không nhận là vương đằng thật có thể cùng mình so sánh, nhiều nhất chỉ là miễn cưỡng đứng ở chính mình loại độ cao này bên trên. Nhưng tần tu làm người một mực cao ngạo vô cùng, cũng không rảnh giải thích cái gì, nhưng hắn loại này không giải thích, lại bị nhân coi thành ngầm thừa nhận, điều này cũng làm cho Vương Đằng danh tiếng càng ngày càng cao. Thẳng đến bây giờ, Vương Đằng ở trong khốn cảnh lựa chọn đột phá, Tu Vi lại lên một tầng nữa, bắt đầu từ bây giờ, Vương Đằng mới xem như chân chính cùng hắn cũng liệt vào. Ở một bên càng tinh hà cao mày nhìn về phía Vương Đằng, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì, nếu như có nhân cách hắn rất gần, là có thể vô cùng rõ ràng nghe được hai chữ. Biến thái Không sai, giờ khắc này ngay cả càng tinh hà cũng không nghĩ tới vương đằng sẽ lâm trận phá kính, cho tới hắn đều có chút thất thố. Lâm gia truyền nhân Lâm Thiên chính là nắm chặt trong tay quả đấm, đáy mắt thoáng qua một đạo vẽ không cam lòng, sau đó liền hóa thành một chút cũng không có lực. Thân là Lâm gia thế hệ này ưu tú nhất truyền nhân, Lâm Thiên cũng là bị vô số nhân nghị luận tiêu điểm, vốn là Lâm Thiên thiên phú cũng không yếu, gần đó là đặt ở những bất hữu thế lực đó bên trong, cũng cũng coi là đứng đầu có thể không biết sao người ngoại thường thường bắt hắn cùng Vương Đằng tiến hành so sánh, bởi vì hai người đều là xuất thân từ nhất lưu thế lực, hơn nữa đều là nảy hai đại nhất lưu thế lực ưu tú nhất truyền nhân, hơn nữa Vương gia cùng Lâm gia trước một mực không hợp nhau, vì vậy hắn và Vương Đằng cũng nhất định đứng ở phía đối lập. Nếu như đổi thành Vương gia còn lại truyền nhân, Lâm Thiên đều có tuyệt đối nắm chặt ép đối phương một đầu, có thể đối mặt Vương Đằng tên biến thái này, Lâm Thiên lại không có bất kỳ lòng tin vì vậy mỗi khi người khác bắt hắn cùng vương đằng tiến hành so sánh thời điểm lâm thiên luôn là bị xem nhẹ một cái kia không có chút nào cảm giác tồn tại vốn tưởng rằng lần này bí cảnh chuyến đi có thể để cho hắn có thu hoạch từ đó thu nhỏ lại cùng vương đằng giữa khoảng cách thật không nghĩ đến vương đằng thật không ngờ biến thái lần nữa đột phá như vậy thứ nhất hắn coi như là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có hắn hắn đây là đã đột phá đến cái cảnh giới kia rồi không một người miệng to nuốt nuốt nước miếng một cái mặt đầy không dám tin nhìn vương đằng bởi vì giờ khắc này vương đằng trên người khí tức vẫn còn ở trở nên mạnh mẽ đã vượt ra khỏi trước một mảng lớn phải là trước vương đằng cũng đã là tố thần tột cùng như thế dưới áp lực mạnh thuận lợi phá kính đảo cũng không phải là không có khả năng thật là kinh khủng như vậy thứ nhất chúng ta tất cả mọi người tại chỗ trung khởi không phải là không có người là vương đằng đối thủ người cuối cùng tiếng nói vừa dứt những người khác là trố mắt nhìn nhau, bởi vì bọn họ phát hiện thật đúng là như vậy, vương đằng vốn là cũng đã là tràng thượng cao cấp nhất chiến lực, bây giờ tiến vào cảnh giới tiếp theo, khởi không phải đã tràng thượng vô địch. Ha ha, không có đơn giản như vậy, đột phá cảnh giới tiếp theo yêu cầu đúc thành linh thể, thời gian này liền cần ít nhất một tháng, vương đằng bây giờ chỉ có thể coi là bước đầu đúc thành linh thể mà thôi, muốn phải hoàn toàn đúc thành linh thể, còn phải cần một khoảng thời gian. Theo một trận nhẹ tiếng cười vang lên, chỉ thấy một cái tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng tốt đẹp công tử đi lên, sắc mặt của hắn ôn hòa như ngọc, trên người không mang theo một tia tro bụi, chính là cơ gia thế hệ này truyền nhân. Thấy hắn đứng dậy, rất nhiều người lập tức ngậm miệng không nói, mà là bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái, người này từ cơ gia tới, một thân tu vi sâu không lường được, mặc dù rất hiếm thấy đến hắn xuất thủ, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không yếu hơn vương đằng tầng tu đám người kiến thức tự nhiên cũng không phải bọn họ có thể so sánh không thấy coi như vương đằng thực lực lại tăng lên nữa này trên mặt người cũng không có chút nào kiên kỵ sao tần tu cũng là khẽ gật đầu một cái hắn và cơ gia truyền nhân cái nhìn nhất trí muốn đột phá đến cảnh giới tiếp theo đúc thành linh thể là phải nhất định trải qua điều này cần một cái quá trình không phải chạm một cái mà thành ước chừng nửa chung trà thời gian trôi qua vương đằng trên người khí tức dần dần bình phục lại đến cùng trước so sánh không chỉ có hắn khí tức cường đại một đoạn, trọng yếu nhất là hắn nhục thân lại tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, giống như khối ngọc thô chưa mài vũ một dạng. Đây chính là đúc thành linh thể triệu chứng. Vương Đằng nắm chặt quả đấm của mình, làm cảm nhận được trong cơ thể truyền tới nổ mạnh như vậy lực lượng sau đó, hắn không nhìn được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng trống to, trong thanh âm mang theo một loại sung sướng. Lúc này, Vương Đằng lần nữa nhìn về phía Lâm Nguyệt Khi, hắn mang trên mặt một tia ung dung tự đắc nói. Ta ngược lại thật ra phải thật tốt cảm tạ ngươi một kiếm kia, không có ngươi một kiếm kia, ta muốn chạm được cảnh giới này, ít nhất cũng phải ba tháng sau. Bây giờ ta nửa bước đúc thành rồi linh thể, ngươi quả quyết không thể nào là đối thủ của ta, chỉ cần ngươi đáp ứng thần phục với ta, ta có thể lưu ngươi một mạng. Ngươi đừng vội cự tuyệt, chỉ cần lựa chọn của ngươi rồi thần phục với ta, ta có thể hứa hẹn ngươi, sau này vương gia tài nguyên mặt cho ngươi dùng, Ngươi đang ở đây vương gia đem hưởng thụ được cùng ta ngang hàng quyền hạn. Hơn nữa vương gia sẽ không cần cầu ngươi đi làm cái gì, ta cũng sẽ không cưỡng bắt ngươi đi làm vi phạm ngươi ý nguyện sự tình, chỉ cần sau này vương gia gặp gỡ đại nạn thời điểm, ngươi có thể đứng ở vương gia bên này liền có thể, như thế nào? Nói ra lời nói này thời điểm, vương đằng một mực đang nhìn chăm chú Lâm Nguyệt Khi, hắn thần tình trên mặt cực kỳ nghiêm túc, cơ hồ là một chữ một cái nói ra. Những lời này tất cả đều là vương đằng xuất phát từ nội tâm, hơn nửa mười phần thành ý, chỉ là một cái quyền hạn giống như là bản thân hắn, chính là tương đối lớn cám dỗ, mấu chốt nhất là vương gia sẽ không cưỡng bách đối phương đi làm vi phạm hắn ý nguyện chuyện. Nếu như đổi thành bất kỳ một cái nào không có cổng cảnh thiên mới, cũng rất có thể sẽ đồng ý, như vậy không chỉ có có thể vì chính mình tìm tới một cái cường đại chỗ dựa, lên còn không dùng thừa chịu trách nhiệm gì, tuyệt đối là kiếm lớn sự tình. Đáng tiếc, vương đằng đối mặt là Lâm Nguyệt Hy, lấy nàng cao ngạo tính cách, đừng nói là chính là một cái vương gia, coi như là chân chính đứng ở đại đế đỉnh phong người đến, há có thể để cho nàng thần phục. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 50 Cửa đá, mở Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Chỉ thấy Lâm Nguyệt Hy đứng bình tĩnh tại chỗ, mặt không chút thay đổi nhìn vương đằng, lạnh lùng nói. Nói xong sao? chẳng lẽ ngươi không biết một cái đạo lý, đó chính là đại đa số người đều chết với nói nhiều, muốn chiến liền chiến, thật không biết ngươi từ đâu tới tin tưởng. Sau khi nói xong, sắc mặt của Lâm Nguyệt khi khinh thường nhìn Vương Đằng, gần đó là Vương Đằng thực lực tăng vọt, đã đúc thành nửa bước linh thể, Lâm Nguyệt khi vẫn không có đem coi vào đâu. Đây chính là Lâm Nguyệt khi tự tin, cũng là kiếp trước thân là cường giả vô địch sức lực. Thực ra Lâm Nguyệt khi còn có câu muốn nói không nói, đó chính là nàng kiếp trước thấy qua không biết bao nhiêu thiên tài, có thiên tài thậm chí thiên phú cao hơn cho nàng, có thể cuối cùng đều chết ở kiếm của nàng hạ. Chết ở kiếm của nàng hạ thiên tài, thiên phú vượt qua vương đặng không thấp hơn hơn 10 vị, vương đẳng ở trong đó căn bản chưa được xếp hạng. Vẹn vẹn bằng vào một cái đại đế truyền thừa, thì như thế nào có thể cùng nàng chân chính kiếp trước đại đế so sánh. Theo Lâm Nguyệt Khi, muốn chân chính đứng ở võ đạo đỉnh, chính thành đạo đế không chỉ cần muốn thiên phú, quan trọng hơn là cần phải có một viên kiên định đạo tâm. Đối mặt Lâm Nguyệt khi khinh thường, Vương Đằng trên mặt lần này lại không có lộ ra cái gì lửa giận, ngược lại mang có một tí nụ cười nhàn nhạt nói. Rất tốt, ngươi đã không phục, ta đây đánh liền đến ngươi phục, chỉ bất quá quyền cước không có mắt, nếu như ta không cẩn thận giết ngươi, ngươi cũng không nên trách ta. Cùng trước so sánh, Vương Đằng sức lực cũng đủ rất nhiều rồi, linh thể có hay không đến xưng đơn giản là hai khái niệm, dù là hắn chỉ là nửa bước linh thể, vẫn đủ để ngạo thị tràn thượng bất luận kẻ nào. Bởi vì này đại biểu hắn đã đặt chân đến một cái khác thần bí cảnh giới, thần hải cảnh. Thần hải cảnh, này đã không phải trẻ tuổi có thể đặt chân lĩnh vực, ngoại giới rất nhiều tông môn tông chủ trưởng lão chi lưu, cũng chỉ là thần hải cảnh mà thôi. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Vương đằng bỏ lại những lời này sau đó, liền chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Thấy vương đằng này tắm tư thế, những người khác trong lòng cũng là đại chấn, hết sức chăm chú nhìn chầm chầm hai người, đối tiếp theo chiến đấu đã mong đợi tới cực điểm. Âm. Trong lúc bất chợt, trong thiên địa vang lên một đạo to lớn tiếng nổ, phản phất thiên địa sơ khai truyền lên tiếng. Tất cả mọi người đều bị chấn mạng nhĩ phát trung, không nhìn được hướng tiếng nổ truyền tới phương hướng nhìn, khi thấy một màn kia lúc, tất cả mọi người đều trợn to cặp mắt, một viên tim nhảy tới cổ rồi. Mau nhìn, cánh cửa kia, mở. Một người vô cùng kích động chỉ thanh đồng cửa đá, âm thanh run rẩy nói nói. Mà giờ khắc này tất cả mọi người đều chú ý tới một mạng này, căn bản không có người nào để ý thanh âm của hắn. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú trung, phiến kia phản phất tuyên cổ tồn tại thanh đồng cửa đá từ từ mở ra một cái kẻ hở, ngay sau đó, một đạo vô cùng dịu ánh mắt tuyến từ thanh đồng sau cửa đá mặt truyền tới đi ra. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong cái này ánh sáng bên dưới, giống như tắm thánh quang. Một trận kéo kẹt kéo kẹt âm thanh vang lên, phiến kia thanh đồng cửa đá giữa khe hở không ngừng trở nên lớn, chiếu sáng tới quang mang cũng càng ngày càng cường thịnh. Quang mang lộ ra rất nhức mắt, nhưng lại không có nhân cảm thấy có không chút nào vừa vặn, rất nhiều người chỉ cảm thấy trên người ấm áp dương dương, giống như tắm trong suối nước nóng như thế, cực kỳ thoải mái. Người sở hữu ánh mắt cũng tử tử địa nhìn chầm chầm thanh đồng sau cửa đá phương, có thể rõ ràng thấy, đó là một mảnh trắng xóa thế giới, căn bản không thấy rõ bên trong rốt cuộc có cái gì, hết thảy đều lộ ra vô cùng thần bí. Giờ khắc này, không có ai lại đi chú ý vương đằng cùng Lâm Nguyệt Khi rồi, trừ phi đó là hai cái cấp bậc thánh nhân cường giả chiến đấu, nếu không hết thảy đều không cách nào cùng thanh đồng cửa đá cho bọn hắn mang đến sức hấp dẫn so sánh. Trên thực tế, Vương Đằng cùng Lâm Nguyệt khi hai người sự chú ý cũng bị đột nhiên gian biến hóa hấp dẫn, cho tới hai người đều quên xuất thủ, ngược lại tập trung tinh thần chú ý thanh đồng sau cửa đá mặt hết thảy. Chúng ta Chúng ta bây giờ nơi này thật giống như vừa vặn là 15 người. Một đạo hơi lộ ra do dự âm thanh vang lên, lúc nói chuyện, người này còn đánh giá còn lại nhân, một lần một lần thầm đếm đến. Người này người mặc một bộ màu đen trang phục, trên mặt còn có mấy đạo sặc sỡ vết máu. Chính là vương thiên. Ừ. Nghe vậy, những người khác trong lòng cũng là đồng một cái, liền vội vàng quan sát lẫn nhau đứng lên, cuối cùng lấy được kết quả để cho bọn họ không nhìn được hai mặt nhìn nhau. Bởi vì bọn họ phát hiện, coi là lâm nguyệt khi sau đó, quả thật vừa vặn còn dư 15 người. Sự phát hiện này để cho rất nhiều người đại thở vào nhẹ nhõm, bởi vì thanh đồng sau cửa đá mặt bảo vật vừa vặn có 15 cái, nói cách khác, dù là tiếp theo bọn họ không hề làm gì ít nhất cũng có thể phân một món bảo vật. Như vậy thứ nhất, bọn họ cũng không cần tiếp tục chiến đấu rồi, thậm chí còn có thể sống đến cuối cùng. Đương nhiên, cũng có một chút tâm tư bén nhạy người cảm thấy có cái gì không đúng, tại sao đạo kia tin tức nói cho bọn hắn biết thanh đồng sau cửa đá mặt có 15 cái bảo vật, mà bọn họ đang không có tận lực khống chế số người dưới tình huống, có thể vừa vặn còn thừa lại 15 người. Hơn nữa mới vừa mới xuất hiện lần lượt ngoài ý muốn, cũng hoàn toàn không phù hợp bọn họ nhận thức, đây là trùng hợp. Vẫn có một cái to lớn tay trong bóng tối điều khiển hết thảy các thứ này. Những chuyện này cũng thì không cách nào nghiệm chứng, người trong cuộc bọn họ cũng chỉ có thể hết sức đi phía trước. Đi một bước nhìn từng bước. Đang lúc này, chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng lên, trong không khí truyền đến một đạo tiếng xé gió, đang lúc mọi người kinh ngạc ngẩn người trong ánh mắt, lại nhìn đã có một người trực tiếp ngự kiếm xong về thanh đồng cửa đá sau đó chỉ là trong nháy mắt người này liền biến mất ở rồi mọi người trong tầm mắt rõ ràng cho thấy đã đạt tới thanh đồng sau cửa đá ra đời giới là tần tu sắc mặt của càng tinh hà biến đổi không nhịn được cắn răng nói những người khác cũng sắc mặt của là trầm xuống không nghĩ tới tần tu thật không ngờ quả quyết trực tiếp ngự kiếm thứ nhất vọt tới mắt thấy chuyện này bị người gọi đầu trù những người khác cũng rối rít không nhịn được lại cũng không để ý ẩn bên trong nguy hiểm mà là sự xuất tất cả vốn liếng, lấy tốc độ nhanh nhất xông về thanh đồng sau cửa đá ra đời giới. Vương đằng cùng càng tinh hà đám người chính là một người một ngựa, chỉ là bước chân động một cái, liền vượt qua những người khác, trong lòng bọn họ cũng là vô cùng nóng nảy. Tần tu thủ đoạn có thể không phải những người khác có thể so sánh, lần này bị hắn chiếm trước cơ hội, nói không chừng trọng yếu nhất món đồ kia liền muốn không có duyên với bọn họ rồi. Ngắn mũi mấy cái hô hấp công phu, người sở hữu liền toàn bộ đi vào rồi thanh đồng sau cửa đá ra đời giới, bao gồm Lâm Nguyệt Khi. Theo nhân viên toàn bộ tiến vào, phiến kia thanh đồng cửa đá lần nữa rung rẩy động, theo một đạo to lớn tiếng nổ, thanh đồng cửa đá lại lần nữa đóng cửa. Thanh đồng cửa đá bên ngoài lại lần nữa khôi phục yên lặng, chỉ để lại một vùng đất căng cỗi. Ngoài giới, chính đang nhìn chăm chú bí cảnh nội tình huống mọi người chỉ cảm thấy kính tượng trung hình ảnh một trận mơ hồ, ngay sau đó nên cái gì cũng không thấy được sau một hồi lâu vương gia thái thượng trưởng lão thở dài một cái nói bên trong thiên cơ bị triệt để che mắt liền liền thiên cơ cảnh đều không cách nào ánh chiếu tình huống bên trong chúng ta những người này coi như là hoàn toàn thành người mù rồi tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả